Vâng, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã trở lại với Đột Kích TV. Hôm nay mình sẽ review về cây M451 DMZ Ultimate Gold. Úi dồi ôi. Nó lên bạn ơi, đúng rồi. Chổng bông ở đây làm cái gì? À. Úi. Chơi cả slug của bữa nay KC lắm thế nhỉ. Và đây là một trong những cái súng mà mình thực sự đánh giá là dạng ngon nhất Đột Kích hiện nay đây. Úi dồi. Ngon vãi nhỉ. Còn KC thôi. Thì như hôm nay là đang nhập tặng cá sê mày nữa này, tuyệt vời quá, ngon vãi đây. Ui dồi. Thấy đạn cực kỳ nhanh nhá. Cái này thì nó là biến thể của M41 Ultimate Gold với cả M41 Ares kết hợp với nhau đấy, về cách thay đạn và cách cầm thì như hệt Ares luôn. Còn về cái skin thì tuyệt vời, phải gọi là vàng từ đầu đến đít mày. Thì này thằng kia đâu? Ô, vừa thấy mà chết phí bom là cái chết long khom. Úi rồi này thì KAC này, cái này là đường đạn rất là chuẩn nhé các bạn, bắn rất êm đấy. Cảm nhận ban đầu của mình sơ qua là như vậy. Trong cái dòng combo này thì cái DMZ ấy là đua mắc cái gì, nói chung là băng đạn đôi, còn chữ Z thì cái ý nghĩa là gì mình cũng không biết, nói chung là băng đạn đôi thôi. Úi rồi spat. Mày xuống đây. Chết này. Ôi chết rồi. Gặp KC gặp M4R yếu máu không đỡ được. Cái này thì tầm bắn mình thấy cảm nhận như nó là như cây M41 4 bet ấy. Đấy, chứ không phải Transformer nữa rồi. Nó kiểu như cách sấy này, bắn táp đồ rất là nhanh, hiệu quả. Người ta để dành nó hết hồi sinh nhanh thì còn bắn chết. Sợ mày thích lạng không? Úi dồi ôi, nó lạng kìa. Thế quá, úi chết luôn. Đấy, thay đạn rất nhanh các bạn. Khi mà nó thay đạn nó có rút chốt đằng sau nữa. Nó bấm cái công tắc lên. Như là công tắc đèn pin ý. Mày... Đồ... 1451 Ares à? Đấy. Cái mấy cái đồ vàng mà ghép xét cực kỳ là dễ rồi. Úi dồi ôi. Toàn là vàng thôi. Đạn nó cũng vàng nốt luôn. Spat ạ. Đủ canh chuẩn vậy. Gió mang em đi. Rồi nhá, thằng niên này được đấy. Ôi xịt. Rồi, tốt nhất là cứ bắn từ từ thôi. Không có gì phải vội vàng cả. Mày này. Chết này. Ui. Nó nhả đạn ảo vãi đó. Kiểu như là gần hết băng ấy. Nó cứ nhả là hết shot thôi. Cho bạn có bom. Úi giời, còn đáp lễ lại, còn có chuối. Cho bạn nén hương luôn. À, úi giời. Đông vậy. Phải nói rằng đồ 14 giảm thanh bây giờ rất là ít khẩu ngon như khẩu này. À, chỉ có một số loại như M4-1 đấu ranh này. M4-1 Ultimate Gold, Ultimate Gold ấy, hoặc mấy khẩu đua Magax gì. Úi giời. Thằng này chạy cối vãi. Cái khẩu M4 giảm thanh gì vậy ta? Nói chung cũng không nhiều khẩu giảm thanh gọi là bắn ngon hiện nay. Chỉ có cái này là bạn đáng sở hữu nhất thôi. Băng đạn được tăng thêm tận 1 đến 2 băng ấy. Rất là nhiều. Nên vào bắn zombie là thoải con nhà bà mái đi. Mua thêm full đạn nữa chắc cũng tầm khoảng gần 400 viên á. Vẫn chết. May mà ngáp kịp một thanh niên nữa. À trên này. Rồi xuống đây bạn ơi. Câu giờ làm gì? Đồ đua này mình khá là thích bởi vì bắn zombie khá là mạnh. Đấy, các bạn có thể thấy những clip của Tiền hay là Tiến. Những khẩu này bắn rất là phê nhá. Tí nữa mình sẽ test thêm khẩu AK nữa các bạn xem. AK bắn mạnh lắm. Úi mày chết. Úi hết đạn, trời ơi. Ô khỉ thằng Spat này. Đâu bạn ơi, ra đây. Mày chết này. Úi bom. Ui, thế quái nào lại không chết được nhỉ? Thôi mình xuống thôi. Thằng này cứ 5-5-5-5. Úi dồi ôi. Sơn Tùng. Nào, chạy đâu hết vậy? Lỗ này. Rồi đừng có chồng mông đây. Lòi hết cả xịt. Ui chết. Lòi hàng. Ô thằng kia ai bắn vậy? Lạ nha. Thánh à. Vâng, cây này nó kiểu kiểu như là một biến thể của M1 Cus
C mà lại cất to rồi. C hình như là nói chung. À, đáng lẽ khẩu kia là M14 là một S Ultimate Gold nhỉ? S là Silenke giảm thanh ấy. Còn C là Custom. Custom là khẩu trong AI ấy. Bắn rất êm nha bạn. Đấy, thời đạn nó cực nhanh luôn. Nó nhét hai kiểu vào bên trong. Một là nhét đạn bên ngoài, hai nhét đạn bên trong. Mày chết đi. Úi dồi. Ôi thanh niên GAV này bắn nào ấy nhỉ? Như thật đấy. Nhiều khi cũng hơi nghi ngờ một xí. Úi dồi. Xịt. Chạy đâu. Ui sờ bát này, mày chết à? Mày chết này. Ngồi. Ui sờ bù. Super Shotty. Và mình xuống mít thôi. Chỗ này chỗ quay tay quen thuộc của mình. Truyền thống. Cứ gọi là núp ăn kill thôi. Mày này. Chết này. Rỉa máu thôi rồi luôn ấy. Ôi dồi ôi. Mày này đây. Ui dồi. Ê. Né không kịp. Cười chết mất. Chết. Ôi mình định xiên nhỉ. Cứ tưởng AK định xiên. Toàn nhầm thôi. Đâu đây bạn ơi. Chết. Nó ngáo sao ấy. Rồi xương thùng rất ngon nhá. Ui thoát hết luôn kìa. Chơi lạ vậy trời. Rồi thanh niên bắt đầu chuyển sang TMP đấy. Chơi mà 4 1 kia không được chuyển sang TMP. Về rào rồi. Ô, chạy nhanh thế. Đấy xuyên thùng bá đạo luôn. Đồ giảm thanh mà. Cái nào xuyên thùng cũng ngon hết. Từ lục cho đến AWM. Với mấy cây như kiểu như KC ấy. Cũng giảm thanh một tí. Mình thấy thế. Tiếng nó nhỏ. Ngon. Thòng nó thoát sạch. Còn có mấy người bắn cái gì trời. Chán thế. Các bạn thoát thì thoát đã nhanh. Ui dồi. Bay. Mày có thể nhìn này sau bảo kê ấy. Nào. Ui dồi. AK 12 đua hả? Không thua. Khẩu AK 12 mà so với khẩu này thì không có cửa luôn. Được đấy. AK 12 mình thích bắn em Rai với cả phiên bản bình thường thôi. Khẩu Ghetto mình cũng thích lắm. Ui, thằng này toàn chơi rìa máu nhá. Rất khó chịu. Ui, đấy bây giờ lại xuyên thùng kìa. Như thật đi. Thôi cứ núp đại yêu máu đừng có liều ăn nhiều đâu. Liều không ăn được gì hết. Ô trúng đầu mà không chết kìa. Vãi cả nồi. Bạn rất tỉnh và đẹp trai. Vỡ sọ luôn. Được. Đấy. Nói chung cũng cái dòng này chỉ có thua mới VIP thôi. Còn lại mình đánh giá là ngon. Mày tỉnh thật đấy. Kiếp anh ta sấy. Này thì Sơn Tùng. Nói xuống nhanh đi bạn ơi. Đừng có để người ta chờ. Tốn giờ lắm. Không xuống à. Thì mình giết thằng này. Ui ngon. Được. Giờ mới xuống cơ. Chơi lầy thật á. Mày giết mình. Chết đông. Không chết. Ôi giời ơi. Ăn mù mà vẫn chết. Đau cả ruột mất. Úi dồi ôi. Khẩu gì khắm lọ này chả. CPW. Mày thay đạn. Úi dồi, đâu rồi. Chết. Ngon. Úi chết rồi sao ấy. Rồi vẫn không buông tha.
ui rồi từ từ bạn ơi, Sabu nhanh quá. À, này thì đầu xanh lè xanh lét. Chết. Ui rồi, vẫn bắn chết được như thật đấy. Rồi ngon. Ôi bây giờ lại không ngon à. Chết là không ngon rồi. Chứ còn bắn chết là ngon đấy. Mẹ. Ui giời. Hai thiên nhiên sấy như mình bị thần vậy. Và chắc cũng không được 70 kill đâu. 10 phút sau mấy kill được rồi. Rồi các bạn xem clip mình ở Đột Kích TV nhé. Gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. M41 không phải là một phiên bản súng mạnh quá, nhưng mà độ lực rất cao. Bắn đấm